Nếu em còn yêu anh, hãy tin vào mối tình anh trao em, không một ai khác. Nếu anh còn yêu em, cớ sao lại vui đùa? Thêm bao nhiêu nhân duyên bên bao tình nhân khác, không nhớ em. Sao em lại nói ra câu nói vô tình cho đau lòng hơi em? Tình của anh bao lâu nay luôn chỉ thế thôi. Giờ em không tin anh phải làm sao? Thì thôi anh nhé, không còn tin, không còn yêu, không còn ai muốn yêu anh gì. Muốn yêu anh, yeah. Đành chia tay nhé, anh về đi, bao tình nhân đang chờ anh nhớ mong anh kia. Nói ra vậy sao em không nghĩ lại cuốn say ngày hôm chẳng tin anh, thôi chẳng cần. Muốn yêu thì hãy nhớ, phải tin vào đôi phương người ơi. Mọi người cho Phúc một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Mọi người đưa tay cao lên được không ạ? Úc Phúc xin chào tất cả các anh chị. Hát theo Phúc nha. Yêu anh ủ lộn. Hãy tin vào mối tình anh trao em, không một ai khác. Nếu anh còn yêu em, cớ sao lại vui đùa? Thêm bao nhiêu nhân duyên bên bao tình nhân khác, không nhớ em. Sao em lại nói ra câu nói vô tình cho đau lòng hơi em? Tình của anh bao lâu nay luôn chỉ thế thôi. Giờ em không tin anh phải làm sao? Thì thôi anh nhé, không còn tin, không còn yêu, không còn ai muốn yêu anh gì. Muốn yêu anh gì? Đang chia tay nhé, anh về đi, bao tình nhân đang chờ anh nhớ mong anh kìa. Hãy tin anh mà, sao em không nghĩ lại phút giây ngày hôm chẳng tin anh, thôi chẳng cần. Muốn yêu thì hãy nhớ, phải tin vào đôi phương người ơi. Mãi chia tay rồi người ơi, mãi mãi bây giờ ta đã. Trời ơi. Thôi đừng có kiếm, hai cái này tôi giữ rồi. Và đó chính là nam ca sĩ Ưng Hoàng Phương. Và tuyệt vời hơn như thế nữa, một mình bạn Thái Sơn chấp hết luôn, đóng cả hai vai trò là nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Thái Sơn. Ngay bây giờ Duy Thánh xin được mời chị Hồng Ánh chia sẻ cảm xúc của mình ạ. Tại vì thấy chị rất là enjoy vào cái tiết mục lần này của Thái Sơn ạ. Trời ơi, tại vì sao biết không? Ưng Hoàng Phúc có một cái phong cách biểu diễn mà đặc biệt ai là fan nữ của Ưng Hoàng Phúc thì coi như là rớt tim luôn. Bởi vì á, Ưng Hoàng Phúc hay nhìn thẳng vào các khán giả nữ, một cái ánh mắt rất là lả lơi, rất là khiêu gợi,
À, và em đã làm được cái điều đó khi hồi nãy em nhìn chị. À, đó là như vậy. Trúng tim đen của chị Ánh rồi đúng không? Đúng rồi. Đỉnh dữ là cho cái phần biểu diễn bạn hát được cái giọng của Quỳnh Anh. Anh phải quay qua anh hỏi Linh ơi, bạn hát thiệt giọng bạn đó. Ồ, bạn có khả năng chuyển đổi hai giọng hát quá đỉnh thật sự. Quá xuất sắc. Còn cái này là bởi vì là bạn nhìn mình một cách rất là lả lơi. Cảm ơn giám khảo Hồng Ánh ạ. Xin mời giám khảo Mỹ Linh. Tôi nghĩ là người này quá tài năng, nhưng mà lần nào cũng cứ còn thiếu chút may mắn. Nhưng mà lần này tôi hy vọng là bạn có đủ để xứng đáng là Nhất Tuần. Phải Nhất Tuần thôi. Quá xuất sắc, quá xuất sắc. Thì thực ra thì em có một cái suy nghĩ mà em cũng chia sẻ luôn với tất cả mọi người, đó là thực ra khi mà em được nhì á, em hạnh phúc lắm. Bởi vì mình luôn có một cái tiếp theo, mình rất là mong muốn mình được Nhất Tuần và tuần nào mình sẽ cố gắng để mà mình được Nhất Tuần cả. Nên em cảm thấy là nhì là một trong những cái mà giúp em càng ngày càng phát triển hơn và cố gắng nhiều hơn nữa. Rất là thích cái suy nghĩ này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời nhận xét đến từ giám khảo Đại Nghĩa. Ưng Hoàng Phúc là một chàng ca sĩ quá đẹp trai, nhưng mà cái phong cách của anh ta có một chút gì đó hơi ngang tàn, hơi bụi bặm, hơi phớt đời, hơi lãng tử. Đó mới chính là những cái mà làm cho fan nữ rụng tim. Đúng như Hồng rồi. Ánh đây. Người ta gọi là có cái chất bad boy trong đó. Đó, cái chất bad boy đó. Và cái chất đó ở Ưng Hoàng Phúc nó rất là đậm nét. Em làm được cái điều đó từ những cái lắc đầu nhẹ nhẹ của em, cái gật đầu nhẹ nhẹ, cái nhìn của em, cái vương cái cổ của em rất giống Ưng Hoàng Phúc. Và ngày hôm nay chú ý luôn cả cái đôi mắt, nhấn cái đôi mí rất là to để ra được cái đôi mắt giống Ưng Hoàng Phúc. Đâu, Ưng Hoàng Phúc mắt hơi nheo nheo, lim dim. Bình thường mắt của Sơn là không có được cái mí như vậy đâu nha. Bằng cách nào dùng keo dán sắt hay cái gì đó dán lận lên thành được một đôi mắt với cái hai mí to rõ nét như vậy, rất ra dáng của Ưng Hoàng Phúc. Và phong cách của Phúc là gì? Lúc nào cũng đầy cái sự kịch tính và gây cấn trong đó. Có cảm giác những cái động tác mà giằng xé rồi cuối cùng là quỳ xuống như vậy. Đó, thì em cũng làm được đúng cái trọng lượng, cái sức nặng của cái động tác đó. Vì vậy khi em làm cái điều đó ra, anh cảm nhận ngay, à đó là Ưng Hoàng Phúc. Còn khi em chuyển sang cái giọng của Phạm Quỳnh Anh, chưa ra được nhiều lắm cái sắc thái nũng nịu đó của Quỳnh Anh. Một vài cái âm sắc khi em hát cái nốt cao nghe ra, nhưng mà đa phần còn lại thì nó vẫn ra là một giọng nữ thôi, chứ chưa đặc thù là giọng của Phạm Quỳnh Anh. Nhưng mà tôi phải nhắc là Quỳnh Anh hôm nay không nằm trong nghị luận. Dạ đúng mà. Cái vấn đề khuyến mãi thêm thôi. Thì khuyến mãi thì tôi là khuyến mãi mà. Không, nhưng mà cái phần diễn của em nó hút quá. Cái phần tổng thể nó hấp dẫn đúng quá. Đúng rồi, lờ được, lờ được. Lướt. Cho nên những cái lỗi nhỏ nhỏ như thế mình cũng thấy nó không có đáng gì so với cái tiết mục mà bạn ấy đã thể hiện thành công ngày hôm nay. Chúc mừng Thái Sơn nha. Hôm nay thì đến giờ phút này em thật sự tỏa sáng. Còn sau đó còn một bạn nữa thì chưa biết mọi việc sẽ như thế nào, nhưng anh vẫn chúc may mắn dành đến cho em. Cảm ơn ba vị ban giám khảo rất là nhiều. Một tràng pháo tay dành cho Thái Sơn ạ. Xin mời bạn về chỗ ạ.